Vâng, xin chào mừng tất cả các quý vị đã quay trở lại với chương trình Vài Tuần Một Vlog. Hôm nay Hương sẽ ngồi đây để chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề mà rất nhiều người đã hỏi Hương mà Hương mãi vẫn chưa chịu làm. Đấy là cái chủ đề Hương đã học đàn như thế nào. Mình sẽ dành nguyên cái vlog này để giải quyết tất tần tật những cái câu hỏi liên quan đến cái việc đàn đóm của Hương. Nói sơ qua một chút về cái lý do mà tại sao Hương mãi không chịu làm vlog về chủ đề này. Thì đó là bởi vì thực sự cái việc học đàn của Hương nó 80% là theo bản năng đó mọi người. Mà mọi người biết không, khi mà mình học một cái gì đó theo bản năng thì cái chia sẻ của mọi người về cái vấn đề đấy nó không sâu sắc được. Thật. Bởi vì mình có cảm giác mình làm đúng là mình cứ làm tiếp thôi, chứ còn mình cũng không có gọi là có quá nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà thôi thì cũng phải làm một lần để cho mọi người gọi là có tư liệu cho mọi người, để sao mọi người đỡ thắc mắc nhiều về cái chuyện Hương đã học đàn như thế nào nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Let's go. Phần đầu tiên trong vlog này thì Hương sẽ chia sẻ với mọi người về những cái đàn mà Hương đã từng sử dụng qua. Cây đàn đầu tiên đấy là cây đàn mà bố Hương mua cho Hương. Một chút tiểu sử về cây đàn này đi. Ngày đấy là Hương học lớp 6, bố Hương mới mang về nhà, đi đâu đó Hương chả nhớ nữa, đại để là có một cái sự kiện nào đấy xảy ra và bố Hương đã mang về nhà hai cái đàn, một cái đàn organ và một cái đàn guitar. Cái đàn organ là dành cho Hương và cái đàn guitar là dành cho anh Vinh. Anh Vinh là anh trai của Hương á. Thì cái đàn organ Hương không chơi, cái đàn guitar anh Vinh không chơi, xong cuối cùng thì Hương lại chơi cái đàn guitar của anh Vinh. Cái đàn đấy là cái đàn classic. Mình đoán là cái đàn đấy cũng rơi vào tầm khoảng 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu gì đấy. Mình chưa từng hỏi bố mình về giá tiền của cái đàn đấy. Cái đàn thứ hai là cái Adonis Hương mua ở Thanh Hóa hồi Hương học lớp cuối lớp 8, đầu lớp 9. Cái đàn thứ ba là cây Takamine Hương mua năm nhất đại học. Cái đàn thứ tư là một cây MTC, một cái đàn từ một người anh của Hương. Và cái đàn thứ năm chính là cái đàn này. Cây này là cây Orion, cây của shop anh Hiếu Orion. Thì như mọi người đã biết rồi đấy, Hương chia sẻ rất nhiều lần rồi, Hương là idol trong công ty Orion Media. Thì anh Hiếu Orion đã tặng cho Hương một cây đàn để làm kỷ niệm, và cũng là để quảng cáo luôn. Cây đàn này là mẫu A350C, nó có giá 4,8 triệu. Nếu như mà lắp thêm EQ giống như của Hương đây nữa thì thêm 1 triệu nữa là sẽ 5,8 triệu cả cái đàn này. Và khi mà mọi người mua thì mọi người sẽ được tặng kèm cái bao da luôn. Mọi người có biết không, Hương còn không biết giá tiền của cái đàn này đó. Để làm cái vlog này tôi đã phải vào cái shop của anh Hiếu ở trên mạng á, shop online là hiếuorion.com á, phải vào search xem cái mã A350C này nó bao nhiêu tiền để nói với mọi người đó. Cái đàn này thì cái phần action của nó đúng tiêu chuẩn, nó không quá cao, nó không quá thấp. Nó sẽ phù hợp với những cái bạn mà chơi fingerstyle, hoặc những cái bạn mới chơi, hoặc những cái bạn nữ nào mà tay hơi yếu yếu giống như kiểu Hương chẳng hạn. Thì chơi cái đàn này sẽ rất là ok, tiếng nó cũng ấm nữa. Đó. Xong, đấy là về phần giới thiệu những cây đàn mà Hương đã từng sử dụng qua. Tiếp theo là về cái quá trình mà Hương học đàn guitar nha. Thì mọi người nghe thì mọi người sẽ hiểu là tại sao mà Hương mãi chưa muốn chia sẻ, bởi vì nó chẳng có gì để chia sẻ cả. Bắt đầu, Hương bắt đầu chính thức học đàn từ khi Hương học lớp 8, từ hè lớp 7 lên lớp 8. Mình có một người anh họ biết chơi đàn, và mùa hè nào thì người anh họ đấy cũng đến nhà mình chơi trong một khoảng thời gian, kiểu để ở lại luôn á, một khoảng thời gian tầm 1 tháng gì đó. Cái cảnh mà người anh cầm đàn guitar xong rồi nghêu ngao các thứ, trời ơi, nó ghim vào trong đầu hơn mọi người ạ. Khi mà cái tiếng đàn guitar của người anh đánh lên và nó cất lên làm cho mình cảm thấy bị bồi hồi xuyến sao, say đắm mặn nồng. Thế mình thích lắm, thì mình mới bảo là anh ơi, anh dạy đàn cho em, nhà đang sẵn một cái đàn mà. Thì Hương đã bắt đầu tập tuệ học đàn. Bài đầu tiên mà Hương học đấy là bài Roman. Bài Roman là bài fingerstyle cực kỳ cổ điển luôn đó mọi người. Và bài tiếp theo anh ấy dạy mình là bài Tuổi Hồng Thơ Ngây. Bài
Tuổi thơ đã đi qua rồi, bỏ lại trong tôi một bóng hình, nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em. Khi chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà nay bỗng nhiên em lại bỏ quên anh, bỏ quên tình tôi. Em vội ra đi, đi theo chồng. Đấy, đấy là hai bài đầu tiên mà mình đã học từ người anh của mình. Và mình học không có lý thuyết gì hết trơn á. Tức là mình học theo bài và không có biết nốt nào với nốt nào cả. À, anh mình có dạy cho mình cái lúc đấy, đó là khi mà đánh bằng tay phải á, ngón áp út đánh dây cuối cùng, ngón giữa đánh dây thứ 5, ngón trỏ đánh dây thứ 4 và ngón cái đánh 3 dây bass. Đấy, trước khi đến với cái việc tập hai cái bài kia thì Hương đã tập để cho quen với cả là vị trí các cái ngón tay, vị trí các ngón tay bên phải với dây đàn. Còn khi mà tập đến hai cái bài kia thì tập bài nào là biết khẩu âm, cách bấm vào đấy thôi. Bài Romance thậm chí là Hương còn không biết là Hương đánh nốt nào với nốt nào nữa. Đến bài Tuổi Hồng Thơ Ngây thì mình mới biết là à, để tay như thế này là nốt đô, để tay như thế này là nốt son. Nốt son có hai cách, để là để như thế này hoặc là để như thế này. Để tay như thế này là nốt la thứ, để tay như thế này là nốt dê thứ. Không có một cái lý thuyết thanh nhạc gì trong đầu hết. Không có. No. Cái giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn mà mình bắt đầu tự học trên YouTube. Mình tự học trên YouTube thì mình đã tìm được một thần tượng, đấy chính là chị Thái Trinh. Hồi đấy là chị Thái Trinh nổi lên trên mạng xã hội với cái bài bài The Show ấy. Thì cái hồi mà mới nghe được cái bài The Show của chị Thái Trinh và nhìn thấy chị đánh đàn như vậy, trời ơi, mình thần tượng, mình ước ao, mình mong rằng một ngày nào đấy mình cũng sẽ được như thế. Cái giọng mà nó ngọt, cái kỹ thuật đánh đàn nó siêu. Đấy, mê lắm. Chị Thái Trinh chính là động lực của mình để giúp cho mình tự học đàn trong cái giai đoạn tiếp theo. Và sau khi có được thần tượng của mình rồi ha, mình bắt đầu là lên YouTube, mình search những cái bài cách đánh hợp âm này, cách đánh hợp âm kia, dạy đánh hợp âm qua bài hát các thứ. Thì mình có tìm được một bài như thế này. Không biết, chắc Hương nghĩ là mọi người không biết cái bài này đâu. Bài này lạ lắm. Có lúc ngỡ đã quên được một vòng tay, hơi ấm tràn đầy, nước mắt cũng đã khô theo thời gian. Lạc trong những buồn đau, có lúc ngỡ đã yên vui bên người khác. Để quên bóng hình em, có lúc ngỡ đã quên với nụ cười. Không em bên anh, chợt một ngày đầy nắng em quay về đây. Nơi lần đầu mình gặp nhau vẫn là ánh mắt trong xanh buồn bã. Nhìn anh, chính lúc ấy muốn bay đến bên em, ôm em trong vòng tay. Tim hơi ấm quen, bất giác nhận ra đã không còn nhau như ngày xưa. Thôi quay mặt đi, thì thôi cố mà quên, hãy giữ những phút giây ta gần nhau. Đẹp như những bài hát anh viết riêng tặng em những chiều thu trong sáng nhẹ nhàng. Đấy, bài Quên đấy chính là cái bài mà giúp Hương tập được hợp âm pha trưởng. Bắt đầu biết đến hợp âm pha trưởng là hợp âm gì, biết đến hợp âm pha trưởng được đánh như thế nào và nó đau tay đến cái mức như thế nào mọi người ạ. Ban đầu thì Hương học theo kiểu là Hương nhìn cái thế tay của người đánh ở trong video á, và Hương bắt chước, Hương đặt theo. Về sau mới bắt đầu biết đến cái trò đấy là search hợp âm thì sẽ bấm chữ tên bài hát cộng chữ tab, TAB á, hoặc là
hợp âm cộng với tên bài hát thì nó sẽ ra được một đống cái hợp âm để cho mình đánh theo. Và những cái hợp âm nào mà mình không biết thì mình lại tiếp tục tìm cái hợp âm đấy trên Google. Còn cái việc mà mình có thể đánh cái giai điệu gì, đánh điệu nào hoàn toàn là mình cảm nhận nhạc hết. Ví dụ như là quạt chả ha. Quạt chả thì hoàn toàn là không có ai dạy cho Hương. Hương cũng không lên trên mạng để search xem là quạt chả thì sẽ phải quạt chả như thế nào. Những cái giai điệu, những cái điệu quạt chả mà Hương sử dụng ấy đều là Hương cảm nhận nhạc để Hương đánh hết. Dạo qua góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến, nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tim ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mọi giai điệu, mọi cái nhịp mà Hương quạt chả, tất cả đều là Hương cảm nhận và Hương đánh. Bây giờ mà mọi người có hỏi Hương là cái điệu quạt chả Hương đánh là cái gì thì Hương chịu, Hương không biết tên điệu quạt chả đấy đâu. Mọi người đã hiểu lý do tại sao mà mãi mình chưa chịu làm vlog chưa? Hợp âm thì Hương có thể biết, tông thì Hương có thể biết. Nhưng mà để mà bây giờ hỏi Hương nốt nhạc như thế nào, Hương chịu. Cách quạt, cách đánh như thế nào, Hương chịu. Cho đến tận bây giờ thì cái cách mà Hương chơi đàn nó vẫn chưa có gì thay đổi nhiều đâu. Khi mà Hương tiếp cận với một bài hát thì Hương sẽ search cái hợp âm đấy trên Google. Những cái bài nào mà có các cái hợp âm nó khó mà mình không biết đánh như thế nào, mình sẽ tìm là cách đánh hợp âm này là như thế nào, cách đánh hợp âm kia là như thế nào. Ủa tại sao mình lại làm cái vlog này ta? À, đau đầu mà. Lần đầu tiên mà mình mang đàn lên sân khấu để biểu diễn, đấy là khi mà mình học lớp 8, 20 tháng 11 của lớp 8 luôn. Lúc đấy chắc là mình đã học guitar được tầm 3-4 tháng rồi đó. Bài đầu tiên mà mình diễn trên sân khấu là bài Price Tag. Thực mình muốn hát cho mọi người nghe bài đấy lắm, nhưng mà mọi người có biết khi mà mình hát nhạc ngoại trên YouTube thì mình sẽ bị đánh bản quyền. Mình sẽ bị bản quyền theo cái kiểu là cái video đấy của mình nó sẽ không kiếm được tiền nữa, mà cái tiền kiếm được từ video đấy nó sẽ đổ về một cái bên thứ ba, cái nơi mà có nắm trong tay cái bản quyền của cái bài hát đó. Vậy nên là đấy là lý do mà Hương rất là không thường xuyên hát nhạc ngoại trên YouTube. Khi mà mình hát nhạc ngoại trên YouTube, mình sẽ không kiếm được tiền trên cái video đấy nữa. Đấy, cái quá trình học đàn của Hương nó là như vậy đấy. Cái lợi của cái việc tự học nên là mình sẽ không phải tốn tiền để đi học. Và cái hại của việc tự học đấy là cái trình độ của các bạn lên sẽ rất chậm. Mọi người thấy Hương bây giờ không? Nhiều khi Hương đánh hợp âm chặn nó còn bị tịt nữa mọi người. Và với cả là bây giờ thì Hương lên sân khấu dần dần thì Hương sẽ hát cùng với ban nhạc, hát cùng với cả là beat nhiều hơn là sẽ hát cùng với cây guitar của mình. Vậy nên là cái khoảng thời gian mà Hương sử dụng đến cây guitar nó dần mới giảm bớt lại. Cái kỹ năng nó đã không nhiều rồi, nó lại càng ngày càng bị kém đi á. Có một vài cái chia sẻ nhỏ nhỏ cho mọi người trước khi mà kết thúc cái vlog lần này. Đấy là có một số cái vòng hợp âm được sử dụng rất là thường xuyên và phổ biến, thì mọi người cũng nên nhớ những cái vòng hợp âm đấy để khi mà mọi người chơi mọi người sẽ chủ động hơn. Vòng hợp âm đầu tiên đấy là vòng Đô, Son, La Thứ, Fa. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Vòng tiếp theo là vòng căn đông Đô, Son, La Thứ, Mi Thứ, Fa, Đô, Dê Thứ, Son. Tao ta 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 ta. Cái vòng hợp âm tiếp theo là một cái vòng hợp âm rất là phổ biến cho những cái bài nhạc pop bây giờ. Fa, Son, Mi Thứ, La Thứ, Fa, Son, Đô, Đô Bảy. Hoặc là chỉ cần là Fa, Son, Mi Thứ, La Thứ là cũng đã thành được một bài hát rồi. Em có nghe ngần muốn suy tư trong lần màn đêm, tôi với anh, ta với nhau, đi đến đâu cũng được, muốn được ôm anh băng qua một ngàn yêu thương. Đấy là ba cái vòng hợp âm rất là phổ biến mà mọi người, Hương nghĩ là mọi người nên lưu lại trong bộ nhớ của mình. Mọi người có thể dùng ba cái vòng hợp âm đấy để sáng tác 1 tỷ bài hát trên cái cuộc đời này cũng được luôn.
Ok, đấy là tất cả những gì mà Hương có thể chia sẻ được cho mọi người về cái quá trình học đàn của Hương. Không có quá nhiều kiến thức trong đấy đâu, phải không nào? Mặc dù vậy, Hương vẫn mong rằng vlog này sẽ giúp ích được cho mọi người trên cái con đường học đàn của chính mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog lần này nhé. Nếu mà có ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới cho Hương biết. Nhớ like, share và subscribe cho channel của Hương. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những vlog lần sau.